Cách sao chép nội dung từ hình ảnh sang trình soạn thảo văn bản trên máy tính. Theo đinhhau.com. Đầu tiên mở trình duyệt web và truy cập vào Google Hình ảnh. Bấm vào nút tìm kiếm bằng hình ảnh. Tiếp theo bấm vào nút tải tệp lên và chọn tới hình ảnh muốn sao chép nội dung. Lúc này ta đã có thể dùng chuột bôi đen một dòng hoặc toàn bộ văn bản trên hình ảnh rồi. Sau khi bôi đen thì ta bấm nút sao chép, sau đó dán vào trình soạn thảo văn bản. Ta có thể chọn nhiều dòng cùng lúc, nhưng lưu ý văn bản càng rõ thì khi sao chép nội dung sẽ càng chính xác. Nếu mẹo nhỏ này hữu ích hãy bấm nút thích và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, chúc một ngày vui vẻ.